Hiện tại là cái thang đang nằm ở trên nha. Thì khi mà cái cửa nó mở gì nè, mình bấm nó sẽ không ăn. Ai mình bấm cỡ nào nó cũng không ăn nha, mình phải đóng sát cửa lại nha. Rồi, mình bấm thang xuống. Trong lúc nó thang nó đang chạy như vậy nè, mình vô tình mình chạm phải cửa két ra thì cái cửa, cái thang nó sẽ tự động đứng lại và nó cũng không chạy nha. Mình phải đóng sát cửa lại. Rồi, mình bấm xuống. Thì nó xuống tới nơi nó sẽ tự động nó dừng lại, mình không cần phải làm gì hết. Ok ha. Rồi lại đây. Bây giờ xuống đây. Ai làm cho anh chị cái dốc. Đi xa ra chút. Đó, làm cho anh chị cái dốc để anh chị kéo cái xe lên. Ở đây là cái gây âm, bắt buộc mình phải làm gây âm này để cái cửa nó chạy nha. Rồi, đúng rồi. Rồi đây. Cái sàn này á, khi nào mình xài thì mình sẽ tháo cái màn PE ra nha. Hiện tại tụi em đang nha. Đang thao tác làm việc á, thì mình sẽ gắn về cho đỡ dơ. Khi nào anh chị xài thì anh chị chịu khó tháo ra nha. Rồi xong. Rồi bây giờ mình cho thang lên mà cái cửa mình, bây giờ mình cho cái thang lên mà cái cửa mình chưa có khóa đó. Đó, thì mình bấm hoài nó cũng không lên, cho nên mình phải đóng cửa sát. Rồi. Đóng cửa sát lại, đi xa ra. Đó, cái thang nó lên ha. Khi lên tới trên nó tự động nó dừng lại nha, mình không cần phải làm gì hết. Rồi ok, cố gắng cái tay bản mình cắm lên người nha. Đây là cái cảnh cáo ha, cảnh báo. Rồi ok nha. Thì bây giờ cái thang của mình cũng đây cũng bản hiệu cắm lên người ha. Thì bây giờ mình lấy hàng ra thôi ha. Mình mở cửa bên này, đó mình mở ra. Ok ha. Rồi. Đây mình kéo hàng ra. Ok, mình kéo hàng ra ha. Thì cũng như thường lệ là cái cửa này nó có hành trình nè. Cho nên khi mình mở cửa như vậy mình bấm là nó sẽ không ăn. Đó, nó bấm nó không bao giờ nó cho chạy. Đây, mình bấm cỡ nào nó cũng không chạy hết. Buộc lòng mình phải đóng cửa lại thì cái thang nó mới chạy. Cho nên cái thang này là mình phải đóng hết cửa lại thì cái thang mới chạy nha. Đó. Sau khi mình đóng hết cửa mình bấm cho thang xuống. Đó, cái thang xuống ha. Đó, anh em thấy cái thang nó xuống. Xuống tới dưới tự động dừng ha. Rồi, bây giờ mình cho thang lên. Bấm vô đây cho thang lên. Thang lên nó sẽ cũng tự động dừng nha. Rồi, ở bên kia mình có lắp cái chuông tiếng toan nghe cho nó vui tay ha. Để cả biết là nó lên nó xuống vậy được rồi ha. Rồi con đi gần ở đây. Đi gần đây xíu. Rồi, ở đây mình có công tác hành trình ha, lên tới nơi đã, còn cái này đừng quan tâm nha. Cái này là hành trình an toàn. Hành trình này phòng sự cố thôi. Đó, hành trình này là không có dùng, ít dùng. Khi nào gặp sự cố thì nó mới phát huy tác dụng của nó ha. Còn bình thường là mình xài hành trình này thôi. Rồi. Cái thang của mình thì vẫn có hệ thống chống đứt cáp rồi nha. Hệ thống phòng đứt cáp ha. Dự phòng, hệ thống dự phòng hết ha. Rồi luôn nha.